Khi cuộc sống của bạn thay đổi nhờ thực thi lòng biết ơn, thì những thứ trước đây bạn cho là hiển nhiên hay chẳng bao giờ nghĩ đến, giờ đây lại trở thành điều kỳ diệu. Từ trạng thái phải vất vả lo toan đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống bé nhỏ và thường nhật của mình, tôi được khai sáng và nghĩ về nhiều điều lớn lao hơn, cũng như sự kỳ diệu của vũ trụ. Bạn nghĩ gì về dòng khí mà mình đang hít thở mỗi ngày? Bạn có cảm thấy biết ơn nó không? Nếu không có không khí, thì có sự sống trên trái đất này không? Nếu bạn không thể hít thở mỗi ngày, bạn có thể tồn tại? Nhà khoa học vĩ đại Newton đã nói rằng, khi nhìn vào hệ mặt trời, tôi thấy trái đất đang ở một vị trí tọa độ chính xác để nhận được chính xác lượng nhiệt và ánh sáng thích hợp. Và đây không phải là điều ngẫu nhiên. Câu nói này khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn. Bức tranh toàn cảnh không phải ngẫu nhiên mà chúng ta được bao bọc bởi một lớp khí bảo vệ. Bên ngoài lớp khí ấy không hề có không khí hay oxy. Không phải ngẫu nhiên mà cây cối sản sinh ra oxy để không khí tiếp tục được thanh lọc và bổ sung. Không phải ngẫu nhiên mà hệ mặt trời được sắp xếp một cách hoàn hảo, và nếu sống tại những thiên hà khác, chúng ta sẽ bị phá hủy bởi bức xạ của vũ trụ. Có hàng ngàn thông số và tỷ lệ hoàn hảo hỗ trợ cho sự sống trên trái đất. Tất cả chúng đều là những hiện tượng rất hiếm gặp, và mọi đặc tính đều chuẩn xác đến từng chi tiết nhỏ. Thật khó mà tin rằng tất cả những điều này là ngẫu nhiên. Chúng đã được thiết kế một cách hoàn hảo, đã được Thượng Đế sắp đặt, cân bằng hoàn hảo và dành cho tất cả chúng ta. Khi bạn nhận ra rằng tất cả những điều này không phải là ngẫu nhiên, rằng mọi nhân tố xung quanh và trên trái đất đều đạt đến sự cân bằng cực kỳ chuẩn xác để hỗ trợ và hòa hợp hoàn hảo với chúng ta, bạn sẽ cảm thấy biết ơn vô vàn đối với cuộc sống. Bởi vì tất cả mọi thứ đều được vận động để duy trì sự sống cho bạn. Dòng không khí nhịp màu bạn đang hít thở cũng không phải là ngẫu nhiên hay là sự may mắn của tự nhiên. Hãy nghĩ về khối lượng công việc khổng lồ được thực hiện trong vũ trụ để tạo ra không khí cho bạn. Và sau đó, hãy hít một hơi thật sâu, thì bạn sẽ nhận ra chỉ riêng việc hít thở thôi cũng là một kỳ tích thật sự. Bạn liên tục hít thở mà không hề nghĩ gì về sự thật rằng không khí luôn có đủ cho tất cả mọi người. Oxy còn là một trong những thành tố quan trọng nhất trong cơ thể. Và khi hít thở, bạn cung cấp oxy cho mọi tế bào để duy trì sự sống cho bạn. Vậy nên, món quà quý giá nhất của cuộc sống đó chính là không khí. Bởi vì nếu không có nó, thì chẳng có một ai sống nổi quá một phút. Khi mới bắt đầu sử dụng sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn, tôi đã sử dụng nó cho một thứ mang tính cá nhân, và nó đã mang lại hiệu quả. Nhưng khi bắt đầu biết ơn món quà thực sự của cuộc sống, thì tôi được trải nghiệm được sức mạnh tối cao của lòng biết ơn. Tôi càng biết ơn những buổi hoàng hôn, biết ơn cây cỏ, đại dương, hay giọt sương trên cỏ, biết ơn cuộc sống của tôi và những người xung quanh, thì mọi thứ mà tôi mơ ước càng tìm đến với tôi nhiều hơn. Tôi đã hiểu được tại sao khi cảm thấy biết ơn món quà quý giá của cuộc sống và thiên nhiên như dòng khí nhịp màu tôi đang hít thở, thì ta sẽ đạt đến mức độ cao nhất của lòng biết ơn.
Và bất cứ ai đạt đến mức độ biết ơn như thế cũng nhận được cuộc sống cực kỳ đủ đầy. Hôm nay, hãy dừng lại và suy nghĩ về dòng khí tuyệt vời bạn đang hít thở. Hãy hít vào 5 lần thật chậm. Cảm nhận luồng không khí bên trong cơ thể bạn. Và cảm nhận niềm vui khi thở ra. Thực hiện 5 quy trình như thế trong ngày và nói từ nhiệm màu. Cảm ơn dòng khí nhiệm màu tôi đang hít thở. Và cảm nhận lòng biết ơn chân thành đối với dòng khí quý giá và quan trọng bạn đang hít thở. Tốt nhất, bạn nên thực hiện phương pháp nhiệm màu này ở ngoài trời để thực sự cảm nhận và trân trọng sự nhiệm màu của không khí. Nhưng nếu không, thì bạn vẫn có thể làm ở trong nhà. Khi hít thở, bạn có thể nhắm mắt hoặc mở mắt đều được. Bạn có thể thực hiện điều này khi đang đi bộ, xếp hàng, đi mua sắm, hoặc bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào. Quan trọng là từ từ cảm nhận dòng khí đang di chuyển trong cơ thể bạn. Điều quan trọng không phải là việc hít thở, mà là lòng biết ơn đối với không khí. Khi đã luyện tập một thời gian, bạn có thể thực hiện một dạng khác của phương pháp này. Đó là tưởng tượng mình đang hít vào lòng biết ơn và khiến cơ thể bạn ngập tràn lòng biết ơn với mỗi hơi thở. Khi một người đạt đến mức độ sâu sắc của dòng khí mà họ đang hít thở, thì lòng biết ơn ấy sẽ đạt đến một mức độ sức mạnh mới và họ sẽ trở thành những nhà giả kim thuật đích thực, những người có thể dễ dàng biến mọi lĩnh vực trong cuộc sống của mình trở thành vàng ròng. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.